Product ID bằng như này, else nghe em hiểu không? Nếu mà đúng, nếu mà cái phép so sánh này đúng thì thực hiện cái ở phía sau dấu hỏi chấm. Còn nếu mà cái biểu thức này sai, biểu thức nhá hay là phép so sánh được, bởi vì ở trong PHP, ở trong cái việc lập trình của chúng ta, những cái thứ mà liên quan đến cộng trừ, như cộng trừ, nhân chia hoặc là so sánh á, nó đều gọi là biểu thức hết. Thấy chưa? Thì sai cái biểu thức này sai thì nó chạy cái lệnh ở phía sau cái dấu gì? Hiểu chưa? Cái này dùng để gắn biến hoặc là thực thi câu lệnh if else cho nhanh. Được chưa? Cái gì đấy? Luyện tay à? Được chưa? Thử phát nhá. Rồi đây tôi va đâm ra cái product ID. Làm. Nãy giờ các bạn để ý này, làm chúng ta làm đến đâu á, để nó chắc củ mà chúng ta chưa chắc chắn ấy, thì làm đến đâu va đâm đến đấy. Làm đến đâu va đâm đến đấy luôn. Xếp chưa? Rồi. Test phát. Bạch lại. Test phát. Đây update này. 4 đúng không? Nếu trong trường hợp tôi không có cái này thì các bạn biết nó đi đâu không? Tôi xóa đi. Sao dạo này mày giỏi thế? Kinh vãi. Bất ngờ vãi. Bây giờ test đi. Làm đến đâu test đến đấy. Bao giờ chạy được giống tôi thì thôi. Xong chưa? Xong chưa? Có dao. Gì nữa nào? Gì nữa? Văn. Làm gì nữa? Vả nó một cái, Huy nó nói to lên hộ tôi cái nào. Vả thật tay rồi. Tạo form là gì? Rồi, tạo. Thì B cái create sang đúng không? Này đúng không? Vứt xuống đây đúng không? Rồi sao nữa? Tạo form rồi đấy. Sửa cái gì? Cái gì cơ? Rồi thích làm nào, miễn là có form được là được. Cái gì? Ừ, sao nữa? Tức là như này, làm đến đây thôi đúng không? Xong rồi tạo ra cái form rồi chuyển cái file này thành save update đúng không? Tôi thích sang file khác. Có được không? Ừ. Làm như thế này thôi đúng không? Đến đây thôi gì? Có cần thêm sửa xóa gì không? Thêm 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 thắt đoạn code nó. Thêm một cái input có gì? Hidden. Đọc là hidden. Hidden này name bằng ID thôi vậy. Hoặc là product ID cũng được. Value. Echo bằng cái biến product ID đúng không? Như này. Hết chưa? Khi mà chạy. Reload. Nó khác gì create đâu. Tạo thêm cái gì? Phải ấy là phải gì?
Lưu phái này hả? Tôi đã nói nãy rồi, chẳng có thằng nào để ý. Khi mà chúng ta muốn update dữ liệu ấy, thì thường thường người ta sẽ update trên dữ liệu cũ. Ví dụ đây là dự án thật này. Đây danh sách nhá, đây nó cũng kiểu danh sách như chúng ta đúng không, được chưa, sửa này, thêm đây, thêm đây, thêm này, tạo form được chưa, back lại này, sửa này, nhìn thấy cái chữ sửa không, bấm vào, nhìn thấy gì, nó đổ sẵn dữ liệu cũ ở đây rồi, hiểu chưa. Như thế này thì sao, khi nó được người dùng được lợi gì, chuẩn, biết thông tin cũ để còn sửa trên cái cơ sở thông tin cũ, đúng không? Thế dựa vào cái gì để lấy thông tin cũ? Dựa vào cái gì? Đây này, lưu lưu cái gì? Đây này, có cái product ID đi thầy. Dựa vào cái này mình sẽ thực hiện được một câu query ở trong cơ sở dữ liệu để lấy ra cái bảng ghi phù hợp, đúng không? Đúng chưa? Thế giờ mình có gì? Nhé. Connect. Gì? À quên câu SQL, xin lỗi các bạn. SQL bằng gì? Lệnh gì để lấy ra một bản ghi với điều kiện ID bằng đấy. Đúng rồi, select. Select sound from from nhá. Thằng nào viết chữ form là ăn vạ. Đi. Products where product ID bằng bằng gì, tại sao lại là hỏi chấm, tôi viết cái này có được không, cái này có được không, không hay có, không hay có, đến đâu bảo có đến đâu bảo không, thử xem có được không nhá. Rồi xong chưa, xong chưa, cứ xong đi đã. Tí nó cốt xong chạy biết đúng hay sai ngay mà. Có gì phải lo đâu. Được chưa? Rồi, bây giờ có đến cái gì? Đến câu lệnh gì? Nam Lạc. Có xem bài cũ không? Mở bài cũ ra mà xem. Sau khi có câu SQL thì làm sao nữa? Connect. Bằng cái gì? Connect gì nữa? Thầy sinh ra chỉ để đàn bà úp sọt thôi. Nhanh. Nhìn lại những cái file như cũ, ví dụ như file index ấy. Cái đoạn lấy dữ liệu ra ấy. Huy. Ờ đúng rồi, STMT bằng trỏ đến. Prepare. Ừ đúng rồi, Việt Nam hóa tiếng Anh là như thế. Còn đọc đúng là prepare. Rồi sao nữa. STMT trỏ đến XQ
Đúng rồi. Sao nữa? Product bằng STMT fetch all. Fetch thôi. Fetch all là lấy hết, còn fetch là lấy ra một bảng ghi. Đấy chưa? Nếu mà chúng ta sang index mà chúng ta làm cái việc chuyển cái fetch all thành cái fetch thì cái biến product này của chúng ta nó chỉ có một một bảng ghi thôi. Bây giờ chúng ta tiến hành va đâm cái product này ra xem nó như nào. Và đâm vào đài. Được chưa? Check nhá. Rồi. Thấy gì? À thấy gì? Từ sau này, khi mà va đâm thì chúng ta phải quan sát đến cái này. Kiểu dữ liệu của cái biến đấy. Và cái biến đấy nó đại diện cho cái gì? Được chưa? Ở đây chúng ta nhận được một cái mảng. Được rồi nhá. Các phần tử trong mảng đó là tên cột và giá trị tương ứng. Được chưa? Đó. Thì ở đây chúng ta có product ID, product name, supplier ID, category ID, quantity per unit, unit price, unit in stock, unit in order, reorder level và discontinue. Được chưa? Đây chúng ta lấy ra được rồi đây. Ví dụ tôi bây giờ tôi muốn lấy ra product name làm nào? Muốn lấy ra product name của cái mảng này thì làm như thế nào? Làm như nào? Dương. Dương. Muốn lấy ra cái product name của cái mảng này thì làm nào? Bằng á? Sao? Viết như nào? Ngọc vuông. Tại sao lại là một? Product name cơ mà. Tại sao lại là không? Tại sao lại là những cái con số này? Nó có tên lù lù đây thì không lấy. Ô, con này thú vị thật. Đây này. Con nhìn thấy tên của nó đây không? Copy tên cột. Vứt vào đây. Cái gì đấy? Hiểu chưa? Rõ ràng là tên cột nó lù lù đấy thì không lấy. Lấy những cái con số cái làm cái gì? Thú vị thật. Cắt cái này đi. Ở dưới này chúng ta có product name đúng không? Thì chúng ta sẽ điền dữ liệu echo vào cho cái thằng value của nó. Được chưa? Tiếp theo là đến supplier ID đúng không? Chúng ta cũng lại echo vào trong cái thuộc tính value của nó là cái product supplier ID. Gì nữa? Category ID đúng không? Phiên filter vào đây. Tiếp theo đến cái gì? Quantity per unit này. Quantity per unit thì phin luôn vào value ấy. Đến cái gì? Unit price. Unit in stock.
unit in order và unit on order. Discontinue. Cái này thì chúng ta phải để ý. Chúng ta phải có như sau này. Code PHP trong này. Bởi vì cái này là checkbox đúng không? Cái này là checkbox thì chúng ta nên để như thế này này. Chúng ta có cái biến là triggered. Triggered thì bằng trong trường hợp cái thằng discontinue. Đây này, cái thằng discontinue đâu nhỉ? Đây này, cái thằng thuộc tính này của cái product ấy. Trong trường hợp cái thằng này của thằng product nó bằng giá trị là 1 thì cái triggered này chúng ta sẽ gán cho nó bằng cái đoạn text là triggered. Được chưa? Còn nếu không thì để cho nó bằng cái string rỗng như này. Để làm gì? Để chúng ta bê cái thuộc tính, bê cái biến triggered này vứt xuống dưới này, từ echo cái triggered ra. Hiểu chưa? Nếu mà có thì cái input này tự động được check, còn nếu mà không thì nó không được check. Thế là xong. Được chưa? Thử cái nhá. Không được check đúng không? Những thông số khác ra hết rồi này. Tôi vào DB tôi sửa lại này. Đâu nhỉ? Cái nào nhỉ? K31B2 ở đâu? Cái not win, xin lỗi. Not win product này. Đây thằng product này đúng không? Chef Anton cái gì gì kia đúng không? Discontinue tôi để số 1 này. Tôi xếp xuống này được chưa? Sang bên này các bạn sẽ nhìn được tự nó được check. Thấy không? Bởi vì tôi echo ra ngoài này, tôi echo ra cái thẻ input kia một cái thuộc tính là triggered thì nó tự động được check. Còn nếu mà tôi sửa trong DB này nó chuyển thành 0, tức là nó rơi vào trường hợp là gì? Trường hợp đầu tiên. À, trường hợp thứ hai tức là cái thằng này, cái discontinue nó khác 1 thì nó sẽ được gán bằng string rỗng. Thì ra ngoài này nó sẽ không có cái thuộc tính triggered kia thì nó sẽ bị không check như này. Được chưa? Đó, đổ ra. Dữ liệu nó như thế này. Và bây giờ đây, tôi sửa cái đoạn này cho các bạn. Mm-hmm.
Xong chưa, đổ dữ liệu ra chưa? Cứ làm thì cho nó quen, không phải sợ. Đâu sẽ có đó thì chó có la mơ. Đứa nào không ra không, sửa trên bản ghi cũ chứ. Mình thực hiện câu lệnh update, học câu lệnh update rồi đúng không? Câu lệnh update là gì ở Win? Update tên table set tên cột bằng giá trị mới phẩy cột khác bằng giá trị mới where tên cột bằng giá trị nào đấy, thì nó chỉ tìm đến đúng cái bản ghi nào có cái where thôi để nó sửa, hiểu chưa? Cứ hiển thì cứ đổ dữ liệu ra đây đã, có đứa nào gặp lỗi thì há mồm ra mà bảo. Dân được chưa? Vẫn có vẻ vẫn không hiểu thằng Fetch đúng không? Đây như này nhá. Qua để ý này. Quay lên thì ví dụ trong cái cơ sở dữ liệu của tôi là một cái dòng các cái bản ghi như thế này đúng không? Ở đây là tên này, đây là ID này, đây là cái quantity này, đây là cái price này. Bây giờ mỗi một cái hàng ngang này này, các bạn lưu ý mỗi một cái hàng ngang này của tôi gọi là một bản ghi. Được chưa? Xong chưa? Cái fetch, cái hàm fetch của chúng ta ấy, như này, cái hàm này này thì nó sẽ bê nguyên một cái hàm này ra, tất nhiên là cái hàm nó phù hợp với câu lệnh select, nhưng mà bê ra cái hàm đầu tiên bước xuống dưới này chuyển thành một cái mảng. Đây là cái biến, đây cái biến result được thẳng nhé, bây giờ bằng cái phép này thì nó sẽ bằng một cái mảng như thế này. Ở đây các bạn nhìn thấy chữ gì thì nó sẽ bằng một cái ID mang giá trị, ví dụ cái này là 1, 2, 3, 4. Được chưa? Thì cái số ID này nó sẽ là thì cái này gọi là cái gì của mạng, đúng không? Key, key của mạng. Còn bên này là value đúng không? Thì value sẽ được gắn bằng một này, được chưa? Phải phần tử tên xuống đây thành tên đúng không, bằng hai gì quantity bằng ba và price sẽ bằng 4 đúng không? Đây là một mảng đúng không? Thì chúng ta để lấy ra từng phần tử của mảng này. Mảng này tên là result đúng không? Thì tôi sẽ là result đóng mở ngoặc, ví dụ tôi muốn lấy tên ra thì tôi sẽ là tên ở trong này. Đúng chưa? Và tôi thích thì tôi echo nó ra nữa cho nó chắc củ. Echo là hiển thị đúng không? Thì chúng ta hiển thị ở trong cái gì? Cái thuộc tính value của cái thằng input. Đúng không? Xong chưa? Đó đấy là cái câu lệnh fetch. Còn câu lệnh fetch all. Fetch all là cái câu lệnh select của chúng ta ấy. Thường thường cái fetch all này là lấy dưới select đúng không? Cái câu lệnh select của chúng ta có thể không ra bản ghi nào, có thể ra một bản ghi, có thể ra đến hàng trăm hàng nghìn bản ghi. Đây là chuyện bình thường. Thì cái fetch all này này nó khác so với cái thằng fetch, là thằng fetch lấy nó chỉ lấy ra cái đầu tiên thôi. Và thằng fetch all này nó lấy hết ra ngoài, được chưa? Ví dụ tôi lấy, nếu mà tôi lệnh select của tôi được lấy ra hai bản ghi này thì nó sẽ đặt thằng này có cái index, nó sẽ làm cái mảng. Tôi xóa tạm phần này đi nhá, xóa tạm phần bên này đi, nó sẽ là như thế này này. Mảng này là mảng trước đúng không, mảng hiển thị phía trên đúng không, thì nó sẽ như thế này này, nó ra một cái mảng gốc ra, nó ra một cái mảng forward như này, được chưa? Thằng này là thằng đầu tiên,
bảng in đầu tiên lấy ra đúng không, thì nó sẽ có index bằng 0 bằng giá trị này. Trong cái bảng ghi số 0 của cái mảng to được lấy ra từ phép on ấy, thì nó mới là cái mảng con lúc nãy của chúng ta, được chưa? Sau đó nếu mà lấy tiếp ra cái thằng này, thằng dưới này này, thì nó sẽ là mấy, một mang giá trị bằng cái giá trị của cái dòng số 2, cái bảng ghi số 2, được chưa nhỉ? Đấy, nó là đánh số index kiểu như thế này, bởi vì nó không có tên, cái bảng ghi của chúng ta nó không thể để tên được. Chỉ có khi vào trong các phần tử của cái bảng ghi thì nó mới có tên như này thôi. Hiểu được phép là phép đôi chưa? Đấy, phân biệt rõ ràng rõ ràng. Đổ được kìa. Đó, không vô được phép nữa. Đó đi, đi, đi. Nó chạy rồi đấy. Reset get product ID bằng true. Cái này là cái gì hả Dương? Đây là thứ chọn đô la prepare kỹ vào mình kỹ cái thằng khác là chữ thì mình đã biết rồi thì cố gắng đừng sai cho nó cơ bản thì mình có thể là copy nguyên sai sau đó thì copy nguyên như thế sang đó chẳng có gì thì khó lại cả chỉ có mình chuyển một phép thì phép ôn thôi phép ôn thì phép thôi nhá đô la thì mình không có SC đúng không thế là bỏ cái đi là xong rồi qua đến cái gì thì đi
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nãy giờ đọc sách nó sai hướng, lỗi cái thứ kia hướng ăn xin tách này nó cũng qua cái lối này là cái lối dễ nhất quả đất, mà mày mà không pick được thì mày ăn ngược là đúng rồi. Ăn expect đô la mày đi không dòng số 3 đúng không? Đây get đô la mày đi đúng không? Ở nhà đây này mày ăn ngược đúng không? Có đáng không? Hả? Gân cổ này con cãi. Má không được. Không được. Thằng kia tắt nghe cái bút đi. Không để bút lớp. Đây thì rồi. Nào xếp xuống làm nào. Xếp update làm nào. Xếp update. Tạo file đúng không? Tạo file ra. Code PHP trong này. Thực ra cái code phần này nó khá giống với cái phần xếp create. Tôi copy hết. Đây, khá giống nhau. Tôi sẽ có require one cái db.php. Sau đó tôi lấy thêm ra đây là cái product ID nữa nhá. Bởi vì trong cái form nó có thêm cái thằng thuộc tính là product ID mà. Đây này. Các bạn nhìn thấy không? Nó có input type hidden product ID value bằng product ID đúng không? Nó có giá trị. Thì tôi lấy luôn cái thằng này ra. Tôi lấy luôn thằng này ra khỏi cái form. Xong. Bây giờ lấy hết ra. Được chưa? Bây giờ có gì? Câu lệnh update là gì? Update tên product này. Sau đó là set cái giá trị của thằng này bằng gì? 2 chấm product name. Sau đến supplier ID. Sau đến category ID. Xong đến quantity per unit. Tất cả đều là dữ liệu mới rồi cho nên mình gắn bằng luôn, đỡ mệt. Unit price. Unit in stock. Unit on order. Và discontinued đúng không? Hả? Cái gì? À rồi sửa bây giờ đây. Đây đúng không? Rồi xong. Tiếp theo là gì? Cái gì? Where product ID bằng 2 chấm product ID. Được chưa? Sau đó tôi buy value thêm cái product ID này bằng với cái product ID đúng không? Biến product ID đúng không? Đây nhá, nhớ câu lệnh update nhá, update tên bảng set cột where điều kiện. Được chưa? Các bạn biết vì sao tôi cứ ba dòng tôi cách dòng cái này không? Chính xác, cho nó dễ nhìn. Và nếu các bạn đi làm ở CETA ngày xưa, người ta bắt các bạn làm cả cái việc này. Cả như này, kéo dài ra như này mới gọi là dễ nhìn này. Thằng nào không làm được thì ăn vào. Thấy không? Code là phải đẹp và dễ nhìn, còn không thì dẹp mẹ đi. Nói thật đấy. Được chưa? Sau đó là connect, prepare, buy value vào execute và header location đúng không? Xếp xuống rồi chúng ta chạy thử đấy nhá.
Ví dụ đây là Nguyễn Bách Dương. Thằng này giá chắc là rơi vào tầm 22 đồng. Thôi tôi nâng cho ông lên thành 220.000. Unit in stock lớp này có khoảng 5 thằng Dương. Xếp xuống. Ủa, xong có gì ta? Hình như sai rồi không ạ? Như mình làm sai rồi. Không. ID 4 nhá. Xếp xuống này. Không được không ơi. Sai rồi. Để tôi xem sai ở đâu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9 đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. À ừ đúng rồi. Thông minh. Đúng không? Lạ thật. Mẹ nó không báo lỗi nhỉ. Vậy không đúng. Được rồi. Để im. Để tôi tìm lỗi. Hả? À ừ. Đúng rồi. Discontinue thiếu dấu phẩy. À không không không, không có dấu phẩy. Này là phần tử cuối cùng thì không có dấu phẩy nữa. Để tôi chạy thử lại cái câu lệnh này xem như thế nào. Rồi, tôi tiến hành vadam cái biến SQL này và tôi die. Xem xài đâu nhá. Đây, update product set product name bằng Nguyễn Bách Dương, supplier ID bằng 2, quantity unit rồi. Ok, có vẻ không sai. Thì nó chưa có ID. Đây đấy. ID 4 đây. Cái gì mà khi trả về nó không lưu? Ông chém gió gì đấy? Đây nhá. Được chưa? Xong chưa? Run. Data too long to continue column this. Continue. Cái này chỉ là số thôi. Được phép điền số thôi, ví dụ để 0. Xong. Không, nó chạy rồi này. Chứng tỏ ở đây lỗi là do cái này. Do cái discontinue này. Nó là integer đúng không? Trong DB nó là integer đúng không? Rồi để tôi sửa lại như cũ rồi đây. Thế cái discontinue này chúng ta làm như thế nào? Thì để tôi xem nhá. PHP PDO by value. By value integer. Đây. Đây là mix value in time. Xem nó có những cái thai gì đây. Để PDO param in. Tôi thêm cái đoạn này vào. PDO param in như này, có nhìn thấy không? Được chưa? Có nghĩa là một, nếu mà chúng ta để nguyên như này này, các bạn như lưu ý nhá, khi mà chúng ta để nguyên cái hàm by value mà chúng ta để nguyên như này này, thì nó sẽ chuyển tất cả thành gì? Thành string, thành text, được chưa? Còn nếu mà chúng ta muốn một kiểu dữ liệu nào đấy nó đặc biệt, nó là in hay là float hay là string gì đấy, thì chúng ta thêm cái tham số của nó PDO 2. Kiểu dữ liệu vào đây. Thì các bạn có thể search cái PDO param. Đây, PDO by value param vào đây. Param. Đây à. Nó sẽ lòi ra và chúng ta sẽ biết được ở trong này nó có những kiểu loại param gì. Param string nữa đây. Được chưa nhỉ? Đó, ví dụ ở đây chúng ta để là param in phát thử chạy xem có được không nhá.
Đây thằng Nguyễn Bạch Dương rồi. Đây, Nguyễn Bạch Dương rồi đúng không? Đây thằng này nữa, sửa thành thằng thằng nào bây giờ? Thằng Huy là gì? Đoàn Văn Huy. Xếp xuống. Thấy không? Sang nhờ. Đó, vấn đề là do cái DB và do cái cột kiểu dữ liệu của nó chỉ chứa được một phần tử thôi. Xong chưa? Để tôi up code này lên nhá. Chúng ta sẽ ngồi làm và tôi quản lý thêm sửa xóa cho bảng danh mục category ở trong cái NotWin này. Thêm sửa xóa luôn nhá. Code lên server rồi. Đói quá. Ôi trời ơi.